Tiếp theo, tư tiến sĩ, xin tiến sĩ vui lòng cho mọi người biết nguyên nhân gì dẫn đến việc trùng tang ạ. Thì chúng ta phải thấy rằng là cái trùng tang, nói cái từ trùng tang không ấy thì nó là nó dễ, nhưng mà khai căn ra là trùng tang nguyên nhân như thế nào mới là điều chúng ta cần phải nghiên cứu. Nếu không nghiên cứu được nguyên nhân gây đến dẫn đến trùng tang thì tất cả các phương pháp xử lý chúng ta chỉ là mập mờ thôi, ăn may thôi, chứ đánh rắn, người ta gọi đánh rắn giữa khúc không ăn thua. Ở đây nguyên nhân dẫn đến trùng tang thì chúng ta có nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân do các bệnh dịch, ví dụ như dịch COVID, dịch tả, dịch truyền nhiễm. Đấy thì như ví dụ như trong những năm qua mà dịch COVID có nhà chết hàng cả nhà, 5-6 người cùng đi cả, cho nên là có khi mang hài cốt đã thiêu về trong nhà không có ai nhận nữa. Cho nên là chúng ta thấy rằng dịch COVID này, hoặc là dịch tả này, hay một số các dịch khác chết hàng loạt, hay là các bệnh truyền nhiễm này, cũng vậy, hay là có cái nạn thiên tai chẳng hạn, thiên tai do động đất, do bão lũ. Và ví dụ thiên tai Nhật Bản có 30.000 người, vừa rồi là thiên tai ở Thổ Nhĩ Kỳ gần 50.000 người, chưa kể ở những cái đấy là gần 50.000 người chết, còn những cái người mà bị hoạn nạn, vô gia cư hoặc bị nhà thương vân vân cũng có số đấy còn rất nhiều nữa. Đấy, do vậy đấy là cái nguyên nhân do bệnh tật và do thiên tai động đất, nhân tai và thiên tai bão lũ. Nguyên nhân thứ hai là khi trong nhà có người chết thì những người thân còn lại tâm lý rất là bất an, thường là buồn rầu. Gia đình có người thân qua đời thì thường là đời sống nội tâm, do đời sống nội tâm mà tiêu cực, làm cái gì cũng lo lắng sợ sệt, người ta gọi là cái vận áo xám. Mà khi mà có một cái nỗi buồn thì chúng ta thấy là làm gì cũng kém hiệu quả, tinh thần đã hoang mang sợ sệt rồi, cho nên là khi ai người ta dọa một cái là bắt đầu sợ, người ta gọi là kinh cung chi điểu, kiến khúc mộc phía cao. Tức là trong chuyện Kiều có một câu là thiếp như con én lìa đàn, phải tên nên mới sợ làn cây cong. Có nghĩa là giống như con chim ấy, con én ấy đã một lần bị bắn sảy rồi thì lần sau nhìn thấy cái cây cong cong cũng sợ. Cho nên là trong nhà có người qua đời thì làm việc gì cũng run rẩy, rồi cũng hoang mang, hay ốm một tí thì cũng sợ. Nếu như những người khác bệnh lúc khác ấy thì ốm cứ không sao, nhưng mà khi mà vừa có người tang bị tang xong bây giờ lại thấy người khác ốm, bắt đầu là cả nhà cuống lên lo lắng. Và chính cái lo ấy thì nó cũng dẫn đến những cái tai họa. Như chúng ta thấy, ví dụ như chúng ta đi đâu mà có việc gì trong cảm giác rằng không may, hoặc là cái tinh thần nó không được chu toàn, thì bắt đầu là cái đấy nó cũng cộng hưởng về cái phần tai nạn, nó rất dễ có thể xảy ra. Nguyên nhân thứ ba là cộng nghiệp trong nhân quả ở kiếp trước và kiếp sau và kiếp này. Vì người ta cứ nói là kiếp trước ấy thì khó nhìn lắm. Giờ có mấy ông thầy nào cũng dựa vào ôi kiếp trước thế này, kiếp trước thế khác, cho nên kiếp trước rất khó nhìn, thì khó thấy. Chỉ có những người mà tu hành thì chứng đạo thì mới thấy được cái nguyên nhân từ kiếp trước. Còn trong kiếp này thì cũng có thể thấy được. Trong kiếp này, trường hợp ngay trong kiếp này cũng có thể chúng ta thấy là cùng làm một việc, cùng chung mà một lứa với nhau thì cũng dễ cùng đi với nhau. Ta nói ví dụ như là cùng vào đại học chẳng hạn, cùng năm thứ nhất với nhau khoảng 50 người thì sau 5 năm ít nhất là cũng phải 30 đến 40 người cùng ra trường.
Đấy, như vậy tức là cùng, ngày đây người ta nói là cùng một việc, cùng chung một lứa với nhau, ấy thì cùng bè đẳng với nhau thì cùng hưởng. Cho nên ở đây người ta thấy rằng là cái cộng nghiệp rất là quan trọng. Khi một người cộng nghiệp, khi một cái tai họa xảy đến thì những người khác cũng là đi theo. Cái đấy thì rất là dễ. Nguyên nhân thứ tư là nghiệp và phát nguyện của kiếp quá khứ và trong kiếp này. Thì chúng ta thấy là cái kiếp quá khứ phát nguyện như thế nào thì chúng ta cũng quên mất rồi. Nói như thế là trên lý thuyết thôi, chứ còn thực tế khó nhận ra cái kiếp quá khứ mình phát nguyện với ai. Đấy. Nhưng mà lời nguyện trong vợ chồng kiếp này, vợ chồng này, rồi là tình yêu này, rồi hội đảng bè phái này, hội cùng làm ăn với nhau, cam kết với nhau, rồi chúng ta thấy là rất là nhiều ngay trong kiếp này. Ví dụ như nguyên nhân vợ chồng hôn nhân thì khi cưới nha, bắt đầu hai người thì dẫn nhau, rồi là thề thốt với nhau, xin vợ chồng chúng con trước miếu thiêng, rồi trước trời đất chứng giám chúng con, vợ chồng với nhau xin đầu bạc răng long sống chết với nhau. Thế là chúng ta thề lúc ấy thì thắm thiết lắm. Nhưng mà chúng ta cũng không ngờ rằng đến khi về già rồi, hoặc là một người ra đi, thì người khác bắt đầu là con cháu đi xem. Hay đi xem thì bắt đầu thấy là một người còn lại chuẩn bị trùng tang, thế là cứ cuống lên. Nhưng mà mình quên mất, chính mình ngày xưa là đi thề, thề thốt là sống chết còn có nhau, vợ chồng chúng con đầu bạc răng long. Thực ra thì trong tình yêu cũng như là trong hôn nhân cũng vậy, là chúng ta thấy rằng không chỉ loài người đâu, kể cả những loài vật, cũng loài vật mà có con, ví dụ như chúng ta thấy là cái con quyên, chim quyên hay là cái con én, là một con mà đã chết ấy, thì con quyên nó, một con còn lại gào nắng, như gào nó khóc, nó gào đến khi nó rát cổ rồi nó chết. Thế cho nên là ngay cả con vật nó khi cuộc sống con trống con mái, một con chết đi con khác cũng buồn thảm và có khi cũng chết, thì chưa nói gì con người. Tất nhiên là có những loài mà cứ một con chết thì con kia nó cũng sẽ một thời gian ngắn nó cũng sẽ chết theo. Thì đây là lời nguyền về cái thế giới sinh học rồi. Trong tình yêu cũng vậy, lúc yêu thì thề thốt thắm thiết lắm, cho nên là họ buồn rầu. Một người, nhất là những người mà yêu thiết tha, thì một người qua đời người kia có thể là quên ăn, quên ngủ, mà có khi quên sinh, đi chết theo. Tôi ngày xưa tôi chứng kiến có một người mà khi bà vợ chết, chết lúc ấy là bà vợ đang mang thai, nhưng mà chết luôn cả hai mẹ con. Ông này ông xuống nằm xuống dưới mộ, dưới huyệt ấy, xong rồi mà thôi chôn luôn cả tôi đi, tôi chẳng thiết sống. Tức là những cái chuyện ấy nó sẽ xảy ra đối với vợ chồng, đối với tình yêu. Cho nên là nếu gặp phải trường hợp mà không gắng gượng được, không khuyên giải được, có khi lại là chết, thì lại là chúng ta. Hay là hội đảng, đảng phái, cùng bè phái với nhau, sống thề thốt, lập băng thề, rồi là cắt tiết gà, cắt tiết con vật để lập hội thề. Cùng làm ăn với nhau thì là cam kết uống rô rô, cam kết để sống chết có nhau. Ấy thì cái lúc ấy thề rất là mạnh mẽ, giống như là ba anh em trong điển tích, có ba anh em Lưu Quan Trương, tức là Lưu Bị, rồi Quan Vân Trường và Trương Phi, là thề là không đẻ cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng sự nguyện được chết với nhau. Cho nên là khi mà Quan Vân Trường chết là Trương Phi bắt đầu hung hăng lên đi trả thù, rồi cũng bị chết, và Lưu Bị sau một thời gian, trong khoảng thời gian đó cũng chết. Như vậy thì hội thề đó. Rồi là ở đây chúng ta còn có một chuyện nữa, ví dụ như là hội nhóm vừa rồi là cộng sinh cộng tử,
là ví dụ như là bị bỏ lò đấy, bị bắt cùng làm ăn với nhau, thì một người bị tóm thì lại một dây cùng đi theo, tức là một dây này là một dây cùng về làm ăn nhân quả với nhau, cho nên là cái đấy nó trùng nhau thì có khi một loạt đã đi theo, nó lại là nghiệp và phát nguyện cùng với nhau, nó là như thế. Còn một nguyên nhân nữa, nguyên nhân mà yếu tố địa lý phong thủy, nội ngoại thất, về nhà cửa, đất đai, mồ mả. Bởi vì sao? Cũng có trường hợp mà do cái yếu tố phong thủy địa lý, trong nhà có một cái gì đó, ví dụ như chỉ có tia đất, hoặc là có phóng xạ, ác xạ, hoặc có trong nhà đấy bất an, thì những cái người trong nhà đấy cũng bị ảnh hưởng. Hoặc là có ngôi mộ để có vấn đề nào đó, và thì cũng có thể gây ra những cái bất an về thuật phong thủy, hay là về nghiệp quả liên quan đến tâm linh. Ví dụ như là cái gia đình đó trước đây là đời ông đời cha làm cái gì đó thì các đời con cháu cứ đến thế là gặp họa gặp nạn. Đấy, gặp họa gặp nạn, cho nên là người ta gọi là cùng gây coi như nghiệp ác thì cùng tái sinh vào. Ở trong quê tôi ngày xưa cũng có những người mà làm ác ấy, rồi trước khi cái người chết người ta rủa, rồi ta mà đã chết rồi ta sẽ về ta bóc cổ cả nhà như mày đấy, họ thề rất là độc đấy. Cho nên là những cái việc gọi là trong cái nghiệp ác tái sinh đầu thai vào cùng một nhà ấy, thì có khi cùng chịu. Cho nên là khi mà trong cái vụ án, nhất là vụ án thời trường ở Trung Quốc ấy, nó có cái tục chu di cửu tộc, tức là một người ở trong cái đấy mà có bị tội bắt cả chín họ cùng đi chu di. Việt Nam mình thì chu di tam tộc, là ba họ là cùng bị bắt đấy. Vậy tức là gì, trong tại sao có nhiều người bảo một người mà bị tội thì tại sao lại người nhân quả, người nào làm chịu chứ tại sao là cả ba họ. Đấy là mình nói vậy thôi, chứ nếu như một người làm quan thì cả họ được nhờ, một người tham nhũng thì có ông có mình ông ăn đâu, cả vợ cả con cả họ hàng, cũng có những ông bây giờ làm bí thư của một huyện hay một tỉnh cũng kéo cả lũ mấy chục người đi theo. Tức là khi mà có bổng lộc thì bằng người ấy người đi theo, thì đến khi gặp vướng vào thì bằng ấy người cùng phải chịu. Cho nên là ngày xưa người ta chu di tam tộc là cũng có lý của ta, tức là gì, là mỗi ông làm quan rồi ông kéo dây cả người thân mấy đời đi theo ông ấy, thì bây giờ một người đi thì nó cũng kéo theo bấy bao nhiêu cái việc hoạn nạn, nó là như vậy. Cho nên ở đây liên quan cái không chỉ yếu tố phong thủy đất đai đâu, mà nó liên quan đến cái việc là làm quan làm chức, rồi là lúc đó là đường dây cùng mà vào một cái hội nhóm trong gia đình gia tộc, cho nên là tất cả những điều đó nó gây nên những cái hiện tượng trùng tang. Thì năm cái nguyên nhân này nó chập lại, cho nên trong một cái đám mà đám hiếu đám tang mà gộp năm cái nguyên nhân này thì nó không rơi vào cái này, nó sẽ rơi vào cái khác, cho nên tránh cái việc trùng tang cũng là hơi khó. Vậy thì khi gặp vào cái việc ấy phải tỉnh táo như thế nào, phải xử lý ra sao mới gọi là chúng ta cần phải lưu ý. Nếu không lưu ý thì sẽ gây ra rất hoang mang. Nói với các bạn là tóm lại, khi một cái đám hiếu hay là gọi là có một người chết, thì các con, các cháu bắt đầu đi xem thầy này, thầy khác để xem trùng tang. Thì nếu như cách tính như cái sách xưa để lại, thì cái tỷ lệ trùng tang rất là cao. Và bởi vì năm cái nguyên nhân đó dẫn đến trùng tang, chứ không phải chỉ một nguyên nhân. Cảm ơn bạn.